Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Trong môn thể thao vua, việc kiểm soát bóng và ghi bàn từ những pha ban bật luôn được ca tụng như là thứ bóng đá đẹp nhất. Không chỉ là bàn thắng, nó là sự tổng hợp của những yếu tố như sự ăn ý, chạy chỗ, chuyền bóng cho tới dứt điểm. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những siêu phẩm phối hợp ghi bàn đẹp mắt mà xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa nhé. Pep Guardiola đã từng nhận xét rằng Real dưới thời Mourinho là đội bóng chơi phản công hay nhất thế giới. Và quả thực, Los Blancos dưới tay của người đặc biệt luôn có những pha chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự vô cùng đỉnh cao. Trong tình huống này, hàng thủ Sancho hoàn toàn bị động trước tốc độ và sự linh hoạt của bộ ba Ozil, Kaká và Ronaldo. Pha bóng được kết thúc bằng một kịch bản quen thuộc khi pha dọn cổ của Benzema giúp CR7 dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần. Thời huấn luyện viên Arsene Wenger, Arsenal luôn là một trong những câu lạc bộ có lối chơi quyến rũ nhất tại châu Âu. Từ phần sân nhà, pháo thủ chỉ cần 3 đường chuyền một chạm để thoát khỏi lớp pressing của Barcelona. Đường chọc khe cực kỳ thông minh của Fabregas sau đó tạo cơ hội để Samina Scri thoát xuống bên cánh phải. Tiền vệ người Pháp dẫn bóng xuống đáy biên rồi căng ngang ngược lại vào trong vòng cấm. Asavin sau đó có mặt đúng chỗ để tung ra cú đặt lòng hoàn hảo và không cho Vandes một cơ hội nào để cản phá. Không cần Ronaldo, Dybala và Higuain vẫn đủ sức để tạo ra điệu tango thượng hạng trên sân vận động Juventus Arena. Như có thần giao cách cảm, hai tiền đạo người Argentina thực hiện pha phối hợp 1-2 không thể nhuần nhuyễn hơn được nữa. Khi đó, toàn bộ 6 cầu thủ phòng ngự của Udinese có mặt trước vòng cấm đã bị loại bỏ một cách dễ dàng và để Higuain 1 đối 1 với thủ môn. Đương nhiên, cựu chân sút của Real không mắc bất kỳ một sai lầm nào để hoàn tất pha phối hợp kinh điển. Giai đoạn trước những năm 2000, M.U. đã từng sở hữu một cặp song sát đã làm khuynh đảo bóng đá thế giới mang tên Wazop và Andy Cole. Không cần giao tiếp nhiều, thế nhưng bộ đôi này luôn tìm thấy nhau trên sân khi cần. Sau đường chuyền của Zapp Stam, Andy Cole cho Wazop và ngay lập tức chạy chỗ. Bộ đôi sát thủ của Quỷ Đỏ sau đó thực hiện pha bật tường đơn giản để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi Wazop dứt điểm lạnh lùng để điền tên mình lên bảng tỷ số. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. không quá thành công về mặt danh hiệu, thế nhưng dưới thời Unai Emery, Arsenal cũng đã phần nào tìm lại được lối đá đẹp mắt đã làm nên thương hiệu của mình. Đây có thể coi là một pha phát triển bóng từ phần sân nhà hoàn hảo và xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Bước ngoặt đến từ pha thả bóng thông minh của Ozil giúp anh thoát khỏi pressing rất sát của hàng phòng ngự Leicester. Đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm ngay, nhạc trưởng người Đức thực hiện pha chết mũi giày tinh tế để Obamayang đệm bóng vào lưới trống. Dù nhận nhiều chỉ trích về phong độ trong những năm gần đây, thế nhưng không thể phủ nhận Gareth Bale vẫn là mẫu cầu thủ siêu sao và có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha chạm bóng. Nhận đường truyền của Mendy, tiền đạo người xứ Wales tung ngay ra cú phất bóng mạnh lên phía trên mà không cần quan sát. Pha mở bóng này tạo ra khoảng trống mênh mông cho Van Persie thoát xuống đối mặt và tung ra đường truyền dọn cổ cho Luka Modric. Không thể đạt đến tầm cỡ của Iniesta hay Xavi, thế nhưng Cesc Fabregas vẫn xứng đáng là một trong những tiền vệ hay nhất mà bóng đá Tây Ban Nha từng sản sinh. Với phẩm chất của mình, chỉ một pha chạm bóng của F4 cũng có thể tạo nên sự khác biệt trên sân. Nhận bóng ở trước vòng cấm, cựu tiền vệ Chelsea không dứt điểm ngay mà thực hiện một động tác giả trước khi tung ra đường kiến tạo. Cú chích mũi giày hoàn hảo của Fabregas đưa bóng đến đúng vị trí mà Andre Schürrle di chuyển và hoàn tất pha phối hợp mãn nhãn. Thuộc mẫu tiền đạo to cao và có thể chơi độc lập, thế nhưng Hernan Crespo cũng có thể mang đến sự mềm mại khi cần thiết. Trước đó phải dành lời khen cho pha triển khai bóng rất thông minh của các tiền vệ Argentina trước khi đưa bóng đến Crespo. Cựu tiền đạo AC Milan thực hiện pha cài đè khôn khéo rồi tung ra cú đánh góp ngẫu hứng về phía sau. Lần này Cambiaso đã có mặt đúng chỗ để dứt điểm một chạm làm tung nóc lưới đối thủ. Với những cầu thủ cực kỳ giàu tốc độ và kỹ thuật trong đội hình, những pha phản công của Liverpool luôn là nỗi khiếp sợ với mọi đội bóng của Premier League. Từ phần sân nhà, Arsenal tung ra cú phất bóng như đặt hướng tới vị trí của Samina Scri đang tăng tốc bên phía cánh trái. Tiền vệ người Thụy Sĩ tiếp tục thực hiện một đường truyền bóng không thể chính xác hơn để Mohamed Salah băng xuống đệm bóng cận thành. Đều trưởng thành từ học viện Hanen của Arsenal, khá dễ hiểu khi Bukayo Saka và Smith Rowe chơi cực kỳ ăn ý với nhau trong mọi tình huống. Xuất phát từ đường truyền của số 32 bên phía pháo thủ, Lacazette đã có pha làm tường thông minh để đồng đội thoát xuống đáy biên. Với khoảng trống mênh mông trước mặt, Smith Rowe tung ra đường căng ngang đơn giản để Saka ghi bàn và hoàn tất pha phối hợp đẹp mắt. Chắc hẳn các bạn đều đã rất thỏa mãn với những màn phối hợp đỉnh cao như vừa rồi phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.